Vâng, chào các bạn. Tối hôm nay là buổi tối thứ sáu, giờ này là gần 10 giờ rồi đúng không? Bắt đầu mình chia sẻ cái live stream đến các bạn buổi tối thứ sáu cuối tuần này, một cái live stream rất là đặc biệt để chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, những cái cách làm sao để chúng ta thành công trong và giàu có trong cái cuộc sống này. Trong 80 năm cuộc đời chúng ta sống ở trên đời này. Và hồi nãy các bạn vào xem thì các bạn thấy là các bạn đang xem ở cái gì ạ? Ở cái trang cá nhân, ở trang fanpage. Và bây giờ mình live stream ở trên cái trang cá nhân. Và bạn nào biết mình thì các bạn comment xuống. Các bạn làm quen với mình, lần đầu tiên biết mình thì các bạn làm quen với mình. Chào bạn Phong Trần, chào bạn Hữu Nhân. Ok chưa? Bạn nào biết mình rồi thì cũng chúng ta làm quen, chào nhau, gặp nhau lại không chào nhau, nó rất là kỳ. Hồi xưa thì chúng ta gặp nhau ở ngoài đường chúng ta chào nhau, còn bây giờ thì chúng ta gặp nhau trên live stream chúng ta chào nhau, cũng giống như chúng ta gặp mặt ở ngoài đời đó. Ok chưa? Bạn chào bạn Lê Đức Quyền rất là tuyệt vời, chào bạn Trương Hữu Thành. Nó là chúng ta cần phải chào nhau, chúng ta làm quen nhau. Và bạn nào xem live stream của mình thì các bạn nhớ chia sẻ cái live stream tối nay nó vô cùng đặc biệt. Nó quá đặc biệt đi. Lần đầu tiên mình chia sẻ với các bạn nên hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để gì để các bạn biết. Hồi nãy mình mới vừa livestream xong ở bên cái trang bay và bây giờ là mình livestream ở bên trang cá nhân và chính các bạn. Chào bạn Susan Khuyên Đỗ, chào bạn Nguyễn Hoàng Ánh Tuyết. Ok, mình mới đi ăn với Tuyết hôm qua hôm kia gì đây, mới hôm tối hôm tối qua đúng không? Tối hôm kia. Vâng, chào bạn Ngọc Khánh. Ok, chào bạn Lê Phương. Chào bạn Johnny Nam Trần. Ok, bạn Nam Trần, bạn đặt tên Johnny rồi nè. Bạn Trương Hữu Thành. Ok, bạn Phạm Huy. Ok, rất là tuyệt vời, rất là lâu rồi chưa gặp bạn Phạm Huy. Ok, chào bạn Nguyễn Đức Thiện, chào bạn Phong Phạm. Ok, hãy tăng lên. Chia sẻ cái livestream này về các bạn và hãy tăng lên nhanh lên. Ok chưa? Và bây giờ mình sẽ chia sẻ bạn một cái điều rất là tuyệt vời. Đây là cái phòng đọc sách của mình. Đây là cái phòng làm việc của mình. Ok chưa? Rất là tuyệt vời, chào bạn Minh Trường, chào bạn Vọng Nguyễn, ok chưa? Và mình giới thiệu với các bạn, mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại mình là người sở hữu vườn ươm doanh nhân Bitrading và mình thành lập nó năm 2009. Và nơi đây chỉ chuyên chia sẻ về cái cách thức cho bạn sở hữu và làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Và cũng như ngày mai đây, sáng mai đây, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, ngày mai và ngày chủ nhật hai ngày liên tục mình chia sẻ cái lớp, hiện tại là 80 bạn, về cái lớp làm chủ doanh nghiệp, cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 143, đã tới 143 khóa rồi, mỗi khóa là 80 bạn và các bạn cứ nhân ra đi bấy nhiêu bạn đó học rồi đó. Các bạn thấy điều này rất rất là tuyệt vời đúng không? Rất là tuyệt vời, nên là các bạn hãy nhanh chóng chia sẻ cái livestream này đến cho nhiều người là các bạn đã gieo hạt rồi. Và bạn nào đã biết đến mình rồi thì các bạn cũng biết mình là tác giả của quyển sách này. Thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn này các bạn thấy không ạ? Quyển sách Vượt Biển Lớn, ok chưa? Cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Và cái quyển sách thứ hai là các bạn thấy không ạ? Cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Là hai cái quyển sách này hiện tại có bán ngoài nhà sách. Và cái quyển thứ ba là cái quyển Beyond the Way. Cái quyển này thì bán ở trên trang Amazon, bán bằng tiếng Anh, người nào biết tiếng Anh thì chúng ta mua cái quyển sách này. Và bạn sở hữu hai cái quyển sách này thì mình sẽ add các bạn vào một cái group riêng. Cái group này là cái group chỉ có những người sở hữu quyển sách của mình thì các bạn mới có được vào cái group riêng này. Và hai quyển sách là 210.000, sẽ gửi đến các bạn, nhà các bạn khắp mọi miền đất nước. Và các bạn cho mình số điện thoại thì sách sẽ được giao đến nhà các bạn, dành cho những bạn đam mê về kinh doanh. Ok chưa? Và bây giờ mình vào cái chương trình chính. Và các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Bắt đầu mình đi vào cái chương trình chính của buổi tối hôm nay. Chương trình chính. Okay, yeah. Tiếp tục. Các bạn kế hoạch để chúng ta trở thành chủ doanh nghiệp. Và chúng ta cần phải này. Em đang đợi học lớp DISC của thầy. Vâng. Lớp DISC là cái lớp mà thứ bảy chủ nhật tuần sau nữa. Sau khi cái lớp này em. Chào bạn Lĩnh Bùi. Ok, rất là tuyệt vời em. Chúng ta phải thiết kế một cái vận mệnh của chúng ta, một là mã các bạn ghi vô, chúng ta phải thiết kế cái vận mệnh của chúng ta, chúng ta phải thiết kế cái cuộc đời của chúng ta phải thiết kế cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không được để cho nó trôi nổi, nó đi qua ngày tháng.
Ngay cái đầu tiên mình khẳng định vậy. Hãy thiết kế cái vận mệnh của mình. Chúng ta đã lỡ sinh ra đời này rồi thì chúng ta hãy thiết kế một cái lộ trình cho cái vận mệnh của mình để đảm bảo rằng cái cuộc đời này chúng ta phải thành công. Đó, bạn phải khẳng định ra cái điều này. Bạn phải in tiếng ngay trong cái tư duy của bạn, bạn phải in tiếng ngay trong cái tiềm thức của các bạn là bạn phải thiết kế ra được cái điều này. À, chào bạn Triệu Đô, chào bạn Như Ngọc, chào bạn Nguyễn Tâm. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn như thế nào ạ? Các bạn hãy làm quen với mình, comment xuống và chúng ta làm quen với nhau. Điều đó rất là tuyệt vời. Chào bạn Lý Vương, ok chưa? Có lẽ là lần đầu tiên biết đến bạn và bạn chắc cũng lẽ lần đầu tiên biết mình, tuyệt vời. Chào bạn Triệu Đô, ok, bạn ở Bến Tre, rất là tuyệt vời, bạn Triệu Đô đang ở Bến Tre, tuyệt vời. Chào bạn Linh Bùi, buổi tối rất là năng lượng em. Mình mới live stream trên cái fanpage xong, rồi bây giờ mình qua đây mình live stream trên cái trang cá nhân. À, vậy thì bây giờ mình sẽ nói cho các bạn biết rằng là chúng ta phải thiết kế được cái vận mệnh của mình, thiết kế được cái cuộc sống của mình, thiết kế được cái cuộc đời của mình. Mình phải làm chủ được nó. Bạn nhớ ra điều này à, nó không có sự ngẫu nhiên. Nếu mà bạn muốn thành công mà bạn ngẫu nhiên thì thế nào bạn cũng thất bại. Tất cả những người họ thành công, họ không có một chút ngẫu nhiên. Họ phải có bản kế hoạch, họ phải tính toán, họ phải tập trung. Dù bạn có thành công trong lĩnh vực gì thì bạn cũng cần phải có một cái bản kế hoạch rất là rõ ràng. Bạn nhớ ra điều này chưa? Bạn muốn thi đậu tốt nghiệp, bạn có cần bản kế hoạch cho nó mà. Bạn phải cần biết là thi tốt nghiệp chính xác là những cái môn nào. Bạn phải tập trung, bạn phải học cái gì, bạn phải luyện những cái gì, bạn ngay đến mà học như thế nào thì cuối cùng bạn mới thi được, đậu được tốt nghiệp. Bạn muốn thi đậu lái xe, bạn cũng phải đi học. Bạn học rất là đàng hoàng cho nó. Chào bạn Hoa Hồ, ok. Chào bạn Hoàng Bá Thành, rất là tuyệt vời. Các bạn chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn, bởi vì cái live stream này vô cùng đặc biệt. À, là cái thứ nhất. Cái thứ hai để cho nhiều người biết. Và cái thứ ba, ok chưa, bạn lưu lại để bạn biết, bạn cho bạn Khánh Gia. À, các bạn đã chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn chưa? À, mình xem trên này mình thấy mới có 15 bạn chia sẻ à. Bạn Hoàng Minh Toàn, ok chưa, tuyệt vời. Chào bạn Lương Nguyễn, rất là tuyệt vời. À, chào bạn Tô Ri Trang, em mới có break time là vô coi live stream của thầy nè. Ok, vậy là bạn em ở bên Mỹ là em đang đi làm đúng không? Và đang nghỉ giải lao nhìn nửa buổi đúng không? Ok, rất là tuyệt vời. Chào bạn Vinh Ricky, thầy nói khỏe quá. À, tuyệt vời em. Chào bạn Huy, em tặng 10 cuốn sách vượt biển lớn của thầy. Mỗi người đọc họ rất thích và cách viết sách của thầy. Cảm ơn bạn Huy nhiều. Chào bạn Cẩm Vân. À, rất là tuyệt vời. Bạn Tori Trần ở bên mãi bên Mỹ mà bạn còn xem thì ở Việt Nam tại sao chúng ta không xem được? Bạn hiểu chưa? Vậy thì ở đây mình quay lại tiếp. Nó cái cuộc đời của một người thành công nó không có ngẫu nhiên. Để mình chứng minh cho các bạn thấy đó. Bạn muốn thi đậu tốt nghiệp nó cũng không có ngẫu nhiên. Bạn phải có kế hoạch cho nó, bạn phải biết chính xác là năm nay thi tốt nghiệp những cái môn gì. Bạn muốn thi đại học nó cũng không phải là ngẫu nhiên. Bạn phải biết chính xác cái ngành đó thi như thế nào, ngay giờ nào. Bạn hình dung chưa? Thi những cái môn nào, chúng ta tập trung vào chúng ta luyện. Chúng ta phải xem những cái đề thi của năm trước, chúng ta phải giải đi giải lại, chúng ta phải làm tới làm lui thì chúng ta mới được. Làm gì có cái chuyện mà ngẫu nhiên. Nó không có sự ngẫu nhiên. Vậy thì chúng ta muốn trở thành một người chủ doanh nghiệp thành công, nó cũng hoàn toàn không ngẫu nhiên. Nếu bạn nào đang làm kinh doanh, bạn hãy hiểu điều đó. Và bạn nào sắp bước vào con đường kinh doanh, bạn cũng hãy hiểu điều này. Và bạn nào đang thất bại, bạn cũng hiểu điều này. Nó không có sự ngẫu nhiên, mà đó là một cái sự thiết kế rất là bài bản, rất là tập trung và có khoa học. Để chúng ta tập trung vào đúng điều đó là chúng ta sẽ thành công. Bạn có nhận ra điều này chưa? Nó không có ngẫu nhiên được. Mình đã nói đi nói lại rồi. Còn người nào mà nói là ngẫu nhiên, cái người đó họ chắc chắn họ sẽ làm cái sự thất bại. Và kéo theo cái sự thất bại đó là họ mất thời gian, họ mất tiền, họ mất mối quan hệ, thậm chí gia đình họ ly tán. Mới tối hôm qua thôi, chiều hôm qua mình gặp một cái bạn.
Bạn đó tên là bạn Cường, bạn ở Gia Lai. Và từ Gia Lai bạn xuống Bitterning để bạn tham dự cho bằng được cái lớp học của mình tối hôm qua. Và bạn kể cho mình 2 năm trước em ra em khởi nghiệp, em không biết cách và em nợ 600 triệu. Và chừng cuối cùng gì ạ? Cuối cùng gì các bạn biết không ạ? Cuối cùng là gia đình bạn hiện tại đã ly dị rồi. Con thì đang ở với gì ạ? Con thì đang ở với vợ. Khó khăn quá. Vợ cũng gửi con cho ngoại. Vợ đi làm ở Buôn Ma Thuột. À, một tháng mới về nhà được một lần. Bạn bây giờ quyết tâm đi xuống thành phố Hồ Chí Minh. Và bước đầu tiên bạn đến Bitterning để bạn học, bởi vì bạn xem những cái live stream của mình. Bạn mới nhận ra được rằng, bạn xem trên YouTube của mình, bạn đọc những cái bài Facebook của mình, bạn mới nhận ra được rằng bạn thất bại là có lý do, bởi vì bạn không biết, bạn chỉ làm theo quán tính. Nó mình nói đầy những người họ ra kinh doanh một cách rất là hồn nhiên như một đứa trẻ thơ. Bạn hình dung chưa? Hồn nhiên tới mức độ nó như vậy đó. Một người lớn mà ra kinh doanh rất là hồn nhiên như một đứa trẻ thơ. Họ ra kinh doanh để tạo ra sự thành công, mà họ kinh doanh theo gì? Chứa một cái tôi nó vô cùng lớn. Và đằng sau cái tôi đó là gì? Là cái sự tự ti cũng lớn. Vừa cái tôi mà vừa cái tự ti thì làm sao mà kinh doanh được? Và lại vừa hồn nhiên nữa chứ. Chúng ta cần phải có một cái bản kế hoạch rất là rõ ràng cho cuộc đời của mình. Đặc biệt là làm kinh doanh, bạn không có làm cho vui được. Đã làm là phải thắng. Và đã làm là phải hiểu về lĩnh vực của đó. Nếu bạn ra bạn sửa một cái chiếc xe mà bạn không hiểu về cái xe thì bạn có sửa được không? Bạn đi phá xe. Bạn ơi, vô chưa? À, cái tự ti là cái không tin mình đó. Bạn chịu được không? Tức là cái tôi lớn là gì? Là luôn cho mình biết. Nhưng mà ẩn đằng sau cái tôi đó là cái sự tự ti, đó là không tin vào chính mình. Cái người nào mà họ bị những cái điều đó họ bóp lại thì làm sao mà họ làm được? Đi ra ngoài thì cứ luôn luôn là cho cái tôi là lớn, nhưng mà ở trong bản thân mình thì cái tự ti lớn. Các bạn hiểu chưa? Hai cái đó nó bóp cái con người của chúng ta lại thì làm sao mà chúng ta làm kênh doanh được? Đòi làm chủ doanh nghiệp mà rất là hồn nhiên, làm sao chúng ta làm kinh doanh được? À, nên bạn chỉ cần đi sửa một cái xe máy, bạn chỉ cần làm một cái người thợ sửa xe máy thôi, mà bạn không hiểu những cái chức năng gì trong cái xe máy đó, thì bạn là người đi phá cái chiếc xe máy đó hay bạn là người đi sửa cái chiếc xe máy đó? Các bạn tự hỏi đi. À, vậy mà ra kinh doanh một cách rất là hồn nhiên, đổ tiền ra làm bày trò đủ thứ hết, chứ cuối cùng không hiểu thật sự kinh doanh nó gồm những cái gì, không hiểu. Vậy thì làm sao mà kinh doanh thành công được? Nó làm mình nói là thành công nó không có phải ngẫu nhiên. À, mà thành công đó chính là cái gì ạ? Đó chính là cái sự thiết kế bài bản để cho gì ạ? Để cuối cùng kết quả chúng ta phải đi đến con đường đó là thành công. Mai thầy cho em biết giờ em là cây đinh hay cây búa nha. Ngày mai thì bạn lớp học thì em biết rồi chứ nói gì. À, lớp là sẽ biết ngay. Ok chưa? Nên các bạn nào mà chưa chia sẻ livestream này thì các bạn chia sẻ đi. Cái livestream này là cái livestream vô cùng hay. Tại sao các bạn xem mà các bạn không chia sẻ nó về nhà đi nhỉ? Bạn Thảo Đoàn, bạn Đức, à Đức Ngô, bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa? Và bạn nào mà chưa có sách thì hãy mua 2 cuốn sách của mình về đọc. À, đọc đi để hiểu, để mà làm. Ok chưa? À, bây giờ mình lại tiếp tục này. Đó là thành công nó không ngẫu nhiên, nghĩa là bạn cần phải có nuôi cho mình một cái ước mơ, một cái khát khao. Làm việc mà nó thiếu cái khát khao, nó thiếu cái ước mơ thì khó làm lắm. Khó làm vô cùng. À, ok chưa? Nó khó làm vô cùng. Bạn cần phải có một cái khát khao, một cái ước mơ rất là cháy bỏng. À, còn nếu mà đi cái giấc mơ nó nhỏ quá, cái khát khao nó nhỏ quá nên là lý do nó lớn.
Những người lý do lớn là bởi vì bạn thiếu một cái ước mơ cháy bỏng. Nó là chừng cuối cùng bạn đủ cái lý do hết. Để cái lý do nó lớn hơn cái ước mơ của mình. Nó là hãy có cho mình một cái khát khao. Đã ra làm kinh doanh thì phải mơ là mình làm phải được nhiều. Các bạn biết không? Mình viết cái quyển sách này này và mình đang thực hiện mọi cách để làm sao ở Việt Nam cái quyển sách mình này nó đạt được 1 triệu bản. Nổi cái quyển vượt biển lớn này này nó đạt được 1 triệu bản. Và cái quyển như thế nào ạ? Cái quyển mỗi ngày một chút thôi nó cũng sẽ được đạt 1 triệu bản. Mình làm mọi cách. Mình phát hành ra nhà sách, mình lên online, mình live stream, mình bán qua lớp học. Mình phải làm mọi cách để nó đạt được 1 triệu bản. Cái đó là cái ước mơ. Đã không làm thì thôi, chúng ta phải làm là làm nó như vậy. Bạn ra bạn mở một quán ăn, bạn có khát khao là một ngày nào đó bạn đạt được tới 1 triệu khách hàng không? Và bạn có khát khao để bạn làm cho việc đó không? Hay là bạn kinh doanh một cách rất là hồn nhiên như một đứa trẻ thơ, rồi suốt ngày chỉ có rên rỉ và than thở rằng là tại sao khó bán hàng? Nó là chúng ta cần phải có một cái ước mơ. Mơ làm kinh doanh mà luôn trì hoãn sợ hãi. Bởi vì sao? Cái ước mơ đó nó không có đủ lớn. Cái ước mơ nó không đủ lớn. Cái khát khao nó không đủ lớn. Nó không đủ cháy bỏng. Thì nó bị những cái gì? Những cái sợ rất là cỏn con nó chặn bạn lại. Bạn hình dung cho mình ví dụ ra một cái việc khác thôi. Ví dụ không phải kinh doanh mà mình ví dụ qua một cái việc khác. Ví dụ như là bạn yêu một cái cô nào đó mà bạn không đủ yêu. Thì bắt đầu là bạn, nếu mà bạn đủ yêu thì bạn vượt sông vượt núi bạn sẽ đạt được. Còn bạn không đủ yêu thì bạn lý do đi ra ngoài, chuẩn bị đi tới nhà cô ta, đi ra ngoài trời mưa. Alo, em ơi trời mưa rồi. Nhưng mà bạn đủ yêu thì trời mưa bạn đội mưa bạn đi luôn. Bạn hên vô chưa? Và nếu mà bạn không đủ yêu đi ra ngoài, cái xe xẹp các bạn nói em ơi xe xẹp rồi, ngồi nhà. Nhưng mà bạn đủ yêu thì xe xẹp bạn cũng đi bộ luôn. Không đủ yêu nên không dám liều. Còn cái thằng nó dám yêu là nó sẽ dám liều. Thầy ơi, cho em gặp thứ gì đây? Bạn nói gì? Chỗ em gặp sự cố về mạng, sóng rất yếu nên em không nghe được. Thầy chia sẻ, ok cảm ơn em. Đúng là khát khao phải thật sự lớn. Sang đại bàng. Ok bạn, sang đại bàng. Bạn có cái nickname hay quá. Nên các bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa? Tối hôm nay là buổi tối thứ 6 cuối tuần, nó rất là ý nghĩa và chúng ta cùng nhau xem cái livestream này. Bạn nào chưa thì phải chia sẻ livestream này về để cho bạn bè đâu biết. Bạn nào chưa mua sách thì hãy mua sách đi. Bạn sang đại bàng, em đã mua sách của mình chưa? Mạng yếu quá hả? Ok, mạng yếu quá là do mạng của chỗ em á, mạng của bên mình rất là mạnh. Ok chưa? Thầy giúp em cảm thấy càng tự tin và yêu con đường của mình đang đi. Đúng rồi. Bạn Trang Trung Tính, mình phải nói như vậy. Mình phải đạt mục tiêu, mình phải làm, mình có cái khát khao cháy bỏng. Còn mình làm việc. Em có bao giờ mở một quán ăn và làm một cái gì đó, đạt mục tiêu là mình phải 1 triệu khách hàng chưa? Mình đặt mục tiêu rất là rõ ràng. Cái quyển vượt biển lớn phải là 1 triệu bản ở tại Việt Nam và 10 triệu bản ở trên thế giới. Đây là điều mà mình đang theo đuổi. Em mua 2 quyển sách cuốn rồi thầy ơi. Rất là tuyệt vời, bạn Sang Đại Bàng. Mà bạn tên cái gì mình cũng không biết luôn. Mình chỉ biết bạn tên Sang Đại Bàng thôi. Bạn hỏi chưa? Và luôn cả cái quyển mỗi ngày một chút thôi là mình cũng đặt cái mục tiêu rất là rõ ràng. Và mình phải làm. Chào bạn Phạm Huy rất là nhiều. Chào bạn Phạm Hùng. Rất là rõ ràng. Chúng ta cần phải có một cái trái tim cháy bỏng. Đã đi ra làm kinh doanh thì thôi, đã chọn cái con đường làm kinh doanh là phải có một cái tình yêu rất là cháy bỏng với nó. Rất là cháy bỏng với nó. Đừng có làm kinh doanh với một cái trái tim mà hở chút là lý do để mà bỏ nó. Ok chưa? Mà phải rất là cháy bỏng với nó. Cái kế hoạch là phải viết ra giấy chứ để trong đầu làm gì bạn? Hình dung chưa các bạn ơi?
Còn cái niềm yêu nó không đủ lớn là bạn lý do đủ thứ hết. À, lý do đủ thứ hết. Bạn học ma online, marketing online để làm cái gì bạn? À, em chào thầy, chào các bạn cùng đam mê, rất là tuyệt vời. Chào bạn Tâm Thanh. Nó là mình nói các bạn hãy có một cái tình yêu đủ lớn cho cái việc mình làm. À, chào bạn Diệp Thế Cường, quá lâu rồi không gặp Cường ha. Từ ngày em rời bi là em đâu mất tiêu luôn, không thấy em tương tác luôn. Ok chưa? Nó là hãy có một cái tình yêu đủ lớn cho cái việc mình làm. À, và nó như thế nào? Chúng hãy luôn nuôi một cái ước mơ cháy bỏng ở trong chính cái con đầu của chúng ta. Em có salon tóc thì em phải học kinh doanh đàng hoàng, học online. Em phải học kinh doanh trước khi học online. Online nó là chỉ một cái kênh nhỏ của việc làm online thôi. Dám yêu thì mới dám liều, không yêu thì không liều. Cái salon tóc của em có nhiều khách chưa? Doanh số cao chưa, lớn chưa? Ok chưa? Và chúng ta phải gì ạ? Và khi chúng ta có một ước mơ lớn rồi á, thì chúng ta phải gì ạ? Thầy còn nhớ em bán gì không thầy? Trời Diệp Thế Cường sao không nhớ em? Em lại hỏi những cái câu. Em là Văn Quán Ngãi, chơi Thăng Dương Huy. Ok chưa? Chuyên bán đồng hồ. Nhớ ra mang mát cho em luôn. Ok chưa? Bạn Phạm Đăng Hưng. Ok chưa? Bạn Ngô Đinh Bằng. Bùi Văn Thông. Ok em. Bạn Hình Di Bảo. Ok tuyệt vời. Bạn Joseph Nguyễn. Dạ làm 14 năm rồi thầy. Doanh số rồi mọi thứ các bạn nó như thế nào? Nếu được thì bạn hãy đi học lớp làm chủ doanh nghiệp cho nó rõ ràng đi. Cho nó rõ ràng cái lộ trình ra làm kinh doanh, rồi sau đó hãy học những cái khó khác. Em chào thầy, rất là xúc động mỗi khi nghe thầy chia sẻ. Cảm ơn bạn Lý Vương. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta hãy có cái tình yêu đủ lớn cho nó. Hãy đam mê kinh doanh, hãy trả hết cái trái tim mình cho nó, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ phụ mình. Còn kinh doanh một cách rất là hồn nhiên như một cái đứa em bé thì thế nào bạn cũng thất bại. Và khi chúng ta có tình yêu đủ lớn rồi đó, thì chúng ta hãy học những người thành công. Khi mà họ thành công được, họ cũng có tình yêu rất là đủ lớn. Họ không bao giờ họ làm cho vui hết. Họ không bao giờ họ làm cho vui hết. Tất cả những người thành công được, họ đã dành rất là nhiều thời gian, rất là nhiều tâm huyết, rất là nhiều công sức. Nhưng mà các bạn không yêu quý họ, các bạn lại còn ganh tị họ thì làm sao mà chấp nhận được. Nó là chúng ta phải gì ạ? Phải dành đủ cái tình yêu cho nó, hãy hết mình với nó. Chúng ta hãy tập trung và nỗ lực cho chính cái doanh nghiệp của mình. Tập trung cho từng khách hàng, tập trung cho nhân viên. Phải hỏi lại ngày hôm nay chúng ta đang vướng mắc cái gì, chúng ta cần điều chỉnh cái gì, chúng ta cần thêm cái gì, chứ không được ngồi lý do đổ lỗi. Phải luôn luôn hỏi là cái công việc của chúng ta hiện tại nó còn vướng mắc cái gì. Một trong những cái điều tuyệt vời của kinh doanh đó là gì? Hằng ngày chúng ta nghe phản hồi của khách hàng. Phản hồi tốt là chúng ta ghi nhận, phản hồi không tốt là chúng ta lên cái hành để chúng ta sửa chữa. Đó là động lực của người làm kinh doanh. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Không phải tự nhiên nó làm kinh doanh là nó tốt. Động lực của người làm kinh doanh là mỗi ngày nghe khách hàng phản hồi để chúng ta gì ạ? Để chúng ta còn phải sửa chữa nữa. Động lực làm kinh doanh là mỗi ngày chúng ta thấy rằng khách hàng của ta, nhân viên của chúng ta có nhiều đứa nó vẫn còn làm chưa được, nó vẫn làm chưa tốt. Cái điều đó nó là gì? Những cái sự phản hồi từ nhân viên nó giúp cho chúng ta có động lực để khát khao hơn, để trở thành người chủ thành cao hơn. Động lực làm kinh doanh là mỗi ngày chúng ta thức dậy, chúng ta thấy còn nhiều việc để chúng ta sửa chữa, còn nhiều việc khó khăn lắm, chúng ta cần phải khắc phục, chứ không phải ra làm kinh doanh là suốt ngày ngồi rên tại bị thì là. Vậy thì làm sao mà ra làm kinh doanh được? Nó là các bạn cần phải gì
Có một sự thật không thể chối rằng là cả lớp của thầy là nguồn khai sáng tư duy cho em từ đó đến bây giờ, phát triển bây giờ là ươm mầm cho nhân. Ok, bạn Diệp Thế Cường ơi, rất là tuyệt vời. Đọc cái comment của em rất là vui. Một người làm kinh doanh chúng ta cần phải hiểu ra cái điều này. Đó là cái động lực. Làm kinh doanh gì đâu mà suốt ngày. Hồi ngày hôm qua có một bạn hỏi mình rằng là em ra em mở cái phòng tập mà cơ quan chính quyền họ tới họ hỏi rất là nhiều giấy tờ. Mình nói bạn ra bạn làm kinh doanh thì cơ quan chính quyền phải kiểm tra bạn, bạn làm có đúng chuẩn hay không chứ. Và đó mới là cái động lực để cho bạn làm chứ. Chứ làm kinh doanh bạn muốn làm sao bạn làm à. Và chúng ta phải lên kế hoạch để chúng ta khắc phục, để chúng ta đúng chuẩn chứ. Tại sao chúng ta rên rỉ, than thở, cơ quan chính quyền tới họ kiểm tra của chúng ta. Đó là động lực để chúng ta làm việc, để chúng ta làm đàng hoàng, chỉnh chu ra hơn. Chứ tại sao là chúng ta nói họ tại bị thì là. Ok chưa? Và tự nhiên khi mà mình nói chuyện với họ rồi thì tự nhiên bạn thông ra và bạn nói là em hiểu, hiểu rồi. Em không xem đó là lý do nữa, mà em xem đó là động lực để em làm. Tuyệt vời khi cái tư duy bạn mở ra nó như vậy. Tất cả các bạn ngồi xem livestream này nè, nếu hiện tại bạn đang còn khó khăn, hiện tại bạn chưa làm doanh nghiệp, bạn chưa biết cách làm, bạn chưa có tiền để bạn ra bạn làm, bạn chưa có kinh nghiệm để bạn làm, thì bạn phải hiểu rằng đó chính là động lực để bạn ra bạn làm. Bạn hình dung chưa? Nếu bạn có tiền rồi thì bạn không còn có động lực để bạn ra bạn làm nữa đâu. Bạn có hình dung không? Nó là một điều tiên quyết mà muốn ra làm kinh doanh được là bạn phải có cái niềm yêu cháy bỏng với nó. Cũng như từ ngày mình ra, từ năm 2009 mình ra, mình chọn ngành đào tạo này, mình luôn dành cái tình yêu cháy bỏng cho nó. Mình cứ làm hết mình, hết mình của mình. Trên livestream này cũng vậy, mình cũng phải làm hết mình với cái livestream này. Bạn hồn vô dung chưa? Mình làm hết mình của mình trong cái khả năng của mình. Các bạn tiếp nhận được sau cái livestream này, các bạn tiếp nhận được, các bạn cảm ơn mình, điều đó là tốt. Còn sau cái livestream này, các bạn không tiếp nhận được, các bạn chửi mình, các bạn ô ông này ông nói này ông nói kia chứ được gì. Chuyện đó không quan trọng, cái chuyện đó là chuyện của bạn. Cái đó là cái đầu của bạn chứ nó không phải là cái đầu của mình. Nó là mình chỉ biết mình làm hết mình, mọi việc còn lại để Chúa lo. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Thậm chí bây giờ các bạn comment, các bạn nói là các bạn không thích chia sẻ của mình. Cái chuyện đó, đó là việc của bạn chứ nó không phải là việc của mình. Bởi vì mình đã làm hết mình trong cái khả năng đó. Và bạn cũng lấy cái đó để ra bạn làm kinh doanh. Bạn phải làm hết mình. Chứ còn không là chúng ta cứ đi làm, rồi cứ xem, rồi cứ lý do, rồi cứ lý do. Nhìn, bực mình chịu không được. Ok chưa? Ok chưa các bạn ơi? Đó là lý do mà cái động lực chúng ta làm kinh doanh nó đó là phải vậy. Phải nhiệt huyết, phải cháy bỏng với cái công việc của mình, phải cháy bỏng với gì? Với khách hàng của mình, hãy cháy bỏng với cái nhân viên của mình. Chúng ta hãy làm hết mình, làm hết trái tim của mình. Chúng ta không có đi kiểm soát cái đầu của khách hàng được, chúng ta không có kiểm soát cái đầu của nhân viên mới được. Cái đó là cái của họ, còn cái của bạn là bạn hãy làm hết mà đi. Bạn hiểu chưa? Còn mọi việc còn lại để cho chú lo. Chứ đi làm rồi cứ suốt này là cứ tại bị thì là làm sao mà làm được. Nó là chúng ta cần phải hiểu ra cái tư duy rất là rõ ràng. Luôn tập trung và nỗ lực cho thành công. Trong đầu mỗi ngày chúng ta đều nói rằng là chúng ta phải thành công, chúng ta phải làm được, chúng ta phải cải thiện mỗi ngày. Chứ đừng có nói là tại em yếu lắm, tại em không có kinh nghiệm, tại em không có tiền. Tất cả những công ty to lớn trên thế giới này nó bắt đầu từ xíu xiu này. Tất cả những người họ có nhiều tiền, bước đầu tiên họ cũng không có tiền. Bạn có nhận ra điều này không ạ? Nên là đừng cứ ngồi đó mà nói là tại em không có tiền. Đừng cứ ngồi đó
mà nói rằng là em không có kinh nghiệm, hãy bắt đầu ngày hôm nay. Từ lúc bạn không có tiền, từ lúc bạn như thế nào bạn không có kinh nghiệm. Và đó là cái điều ý nghĩa, cái điều ý nghĩa để chúng ta làm chứ không phải là chờ nó có. Bạn lập nguyện bắt đầu một công việc luôn có thử thách. Thử thách là tài sản vô giá để bắt đầu cho sự thành công. Đúng rồi bạn Lộc ơi. Chứ chúng ta không có phải là ngồi đó là chúng ta đổ thừa. Các bạn hiểu chưa? Nó là chúng ta cần phải gì Cái câu đầu tiên hồi nãy mà nói cái phần này là chúng ta cần phải thiết kế cái vận mệnh của mình. Chúng ta thiết kế cái vận mệnh của mình là nó phải thành công. Không thành công là không được. Mà hãy bắt đầu. Bắt đầu từ 3 giờ. Tất cả những người thành công họ đều bắt đầu từ những cái con số 0 rất là tròn trĩnh. Và họ luôn làm như vậy. Và khi làm thì phải có con số. Mà cái con số quan trọng nhất trong kinh doanh đó là tài chính. Ghi vô mục tiêu đầu tiên mà chúng ta phải đạt được, đó là chúng ta phải có tài chính thì chúng ta mới làm được. Chúng ta thiếu tài chính chúng ta không có làm được. Đó là mục tiêu đầu tiên, phải là mục tiêu về tài chính. Phải ghi cái con số tài chính. Một năm nay bạn quyết định, một năm nay bạn phải đạt được con số tiền là bao nhiêu. Bạn phải ghi xuống. Tài chính nó càng rõ ràng thì nó giúp cho bạn càng có năng lượng. Bạn hình chú chưa? Mục tiêu quan trọng nhất là tài chính. Các bạn biết, mình hỏi các bạn một câu này. Trong doanh nghiệp cái con số nào là cái con số quan trọng nhất, các bạn biết không? Nếu các bạn không trả lời được, các bạn không phải là người làm kinh doanh đâu. Trong doanh nghiệp cái con số nào là quan trọng nhất? Một người làm kinh doanh là cái con số gì quan trọng nhất, các bạn ghi xuống đi. Mục tiêu quan trọng là tài chính. Từ tư duy đến cảm xúc, khi cảm xúc đủ lớn, bạn phải hành động thì mới có kết quả. Bạn có tin vào điều đó không? Bạn Lâm Võ, bạn đang chắc là bạn mới đọc cái quyển Tư Duy Triệu Phú của ông Thép Iker đúng không? Ok chưa? Có bạn thì nói tài chính, có bạn nói doanh số, sai hết rồi. Cái con số gì quan trọng nhất đối với chủ doanh nghiệp của một doanh nghiệp, đó là cái con số gì? Bạn ghi xuống. Nếu mà doanh số thầy ơi không phải mà do sếp vậy, mà bạn làm 14 năm rồi mà bây giờ bạn còn nói cái chữ này. Nếu mà bạn nói cái chữ này thì cái đứa nó không học ngày nào nó cũng nói được. Con số mình mong muốn. Ok chưa? Một cái con số rất là quan trọng đối với một người làm kinh doanh, đó là cái con số gì? Con số 0. Cái ông này chưa kinh doanh là nó nóng ghê vậy. Doanh thu no. Ok chưa? No. Các bạn một, các bạn ghi rồi vô là ghi tiếp đi. Các bạn mà nói doanh số thu, các bạn nói là không phải. Lợi nhuận phải không ạ? Ok chưa? Các bạn ghi vô. Mà làm chưa ghi thì các bạn ghi vô. Cái con số mà người chủ doanh nghiệp phải luôn theo dõi là phải nắm nó. Con số này là con số quan trọng nhất. Con số mình mong muốn. Đó là cái con số gì? Ở trong kinh doanh, một người chủ doanh nghiệp, chúng ta phải nắm cái con số gì? Phải rất là rõ ràng về cái điều này. Phải nắm rất là rõ ràng. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy kết bạn với mình, comment xuống. Bạn nào mà đã biết mình rồi thì cũng hãy comment xuống. Kết quả của mình làm được rất là chung chung. Mình nói người chủ doanh nghiệp, đối với người chủ doanh nghiệp thì cái con số gì là cái quan trọng nhất, các bạn ghi vào. Đó là lợi nhuận ròng. Các bạn biết lợi nhuận ròng nó là cái gì không ạ? Khách hàng chưa chuẩn đâu. Ghi vô, đó là lợi nhuận ròng. Đó là cái con số quan trọng nhất. Lợi nhuận ròng. Đối với một người chủ doanh nghiệp, lợi nhuận ròng là quan trọng nhất. Các bạn vô. Lợi nhuận ròng nó sẽ nói lên kết quả của cái doanh nghiệp đó. Lợi nhuận ròng nó sẽ nói lên cái năng lực. Các bạn nào chưa hiểu lợi nhuận ròng thì các bạn nói lợi nhuận thầy ơi, lợi nhuận gì? Lợi nhuận ròng. Ok chưa? Các bạn mới hiểu lợi nhuận ròng là cái gì mà.
Đó là cái con số quan trọng nhất, bởi vì nó phản ánh ra được cái kết quả, nó phản ánh ra được cái năng lực của thằng chủ doanh nghiệp đó, và nó phản ánh được gì, cái năng lực của gì à, của cả cái bộ máy đó, lợi nhuận ròng chứ không phải là lợi nhuận. Ok chưa? Bạn do sếp bạn chưa hiểu thì bạn phải đi học đi, đi học để mở mang ra đi à. Bởi vì nó phản ánh ra được năng lực của ông chủ đó, năng lực của cả cái bộ máy đó. Cái con số đó nói là tất cả. Chính xác rồi, bạn đang hào lợi nhuận ròng là lợi nhuận sau khi trừ hết tất cả các chi phí đó. Ok chưa? Cái con số này nó sẽ nói lên tất cả. Và mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng chúng ta sẽ nắm chính xác được cái con số này. Nắm chính xác. Phải vô cùng chính xác. Bạn là một bác sĩ mà bạn không nắm chính xác cái con số, cái thông số của người bệnh nhân đó, thì bạn là cái gì các bạn biết không? Bạn đang làm cái việc gì các bạn biết không? Bạn là một nhà hoạch định quân sự, bạn đang dẫn quân đi ra ngoài mà bạn không nắm rõ cái con số ở ngoài trận địa, thì bạn đang làm việc gì các bạn biết không? Một cái người chủ doanh nghiệp mà không nắm rõ được cái con số quan trọng nhất trong doanh nghiệp mình, thì các bạn đang làm cái việc gì các bạn biết không? Các bạn đang làm cái việc gì các bạn biết không? Nó là cái câu hỏi đầu tiên mà nói các bạn, cái con số, đúng rồi, bạn phải nói, bạn đang làm một cái việc rất là quan trọng, đó là bạn đang đi giết người. Nghĩa là bạn đang tự sát. Một người bác sĩ mà không nắm rõ những cái con số của người bệnh nhân mà vẫn cứ ra biểu đồ, phát đồ điều trị, thì ổng đang làm cái tội ác. Một nhà hoạch định quân sự cộn vậy, không nắm rõ được các cái con số đánh bạc gì ở đây, bạn kiên lương, nó chả liên quan gì tới đánh bạc ở đây hết. Một nhà hoạch định quân sự không nắm rõ quân số, không nắm rõ cái địa bàn, không nắm rõ hết, mà cứ cho quân mình tê công thì làm gì à? Là tự sát. Một cái người chủ doanh nghiệp mà không nắm rõ cái con số quan trọng nhất của doanh nghiệp của mình là cái con số gì, thì bạn đang làm cái gì? Bạn tự hiểu đi. Và nếu mà bạn cho bạn đi làm bác sĩ là bạn đang làm gì, mà bạn cho bạn đi làm nhà hoạch định quân sự là các bạn đang làm gì, các bạn biết không? Một cái người kỹ sư xây cầu mà họ không đếm ra được cái thông số cái cầu phải chịu lực trọng tải bao nhiêu, thì họ đang làm cái gì các bạn biết không? Đó là lý do mà khi làm chủ doanh nghiệp chúng ta cần phải có cái mục tiêu tài chính vô cùng rõ ràng. Bởi vì sao ? Bởi vì khi chúng ta có cái sự rõ ràng thì nó làm cho chúng ta năng lượng. Và khi có cái sự rõ ràng thì cái tâm trí của chúng ta đó, nó mới thôi thúc chúng ta hành động. Và bạn không có cái bạn cứ mù mờ tù mờ từng ngày, từng tuần, từng tháng là bạn sẽ làm không có thành công. Nên mình nói đầy những người họ ra họ làm kinh doanh, họ rất là ngây thơ. Họ ngây thơ như một đứa trẻ con vậy đó. Cái live stream này rất là hay đó. Các bạn hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn đi. Bạn chia sẻ cái live stream này về nhà. Bạn do sếp Ngô, mình biết bạn mà, hồi nãy bạn hỏi mấy câu hỏi là mình biết rồi. Bạn cần phải, ngày mai mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp á, nếu mà bạn chịu khó bạn lên bạn học cái lớp đó, nó sẽ giúp cho các bạn nhận ra rất là nhiều điều trước khi bạn muốn học cái gì khác. Mình thấy bạn lao vô bạn hỏi cái câu là mình biết là bạn không nắm thật sự cái bản đồ trong kinh doanh đó là cái quái gì rồi. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và chúng ta cần phải có cái câu số rõ ràng. Nó là ngay từ đầu mình nói mà, các bạn phải thiết kế ra được cái vận mệnh của mình, phải thiết kế ra được vận mệnh của doanh nghiệp của mình. Các bạn đừng cứ làm một cách rất là ngây thơ, mà chắc chắn chúng ta sẽ làm cái hậu quả thôi. Không sớm gì muộn thì chúng ta cũng lãnh hậu quả. Bởi vì chúng ta làm theo một cách rất là ngây thơ. Chúng ta không có hiểu. Một cái thằng thợ sửa xe mà nó không hiểu cái cấu trúc rõ ràng trong cái xe đó, thì thực sự là nó đang làm cái gì?
cái câu hỏi của mình mà nói với các bạn á, bạn do sếp Ngô, nếu mà bạn không nắm rõ ràng cái doanh nghiệp của bạn thì thực sự là bạn đang làm cả gì, và được là đó chỉ là hên thôi. À, ok chưa? Và hình rất là tuyệt vời. Club DISC và Motivator là cái ngày đó bạn Lưu Hà ơi. À, các bạn hình dung ra điều này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, chào bạn Thu Hà, lâu quá rồi chưa gặp em. Nó là khi chúng ta có cái con số tài chính rất là rõ ràng thì cái con người chúng ta nó rất là năng lượng, vì nó có cái mục tiêu để nó bám vào. Và cái tâm trí chúng ta nó luôn bị hút vào cái vấn đề đó, và nó luôn bắt chúng ta sẽ làm và làm cho bằng được. À, luôn nỗ lực để làm cho bằng được. À, và mọi thứ đều phải có cụ thể và rõ ràng hết. Sau khó này có khó làm chủ doanh nghiệp luôn không ạ? Ngày mai là có khó làm chủ doanh nghiệp luôn, đó là bạn Lưu Anh Hà ơi. Ngày mai là có khó làm chủ doanh nghiệp, rồi tuần sau là có khó đi ISC. Tuần sau cái khó đi ISC là bạn học chung với khoảng 70 bạn lận đó. Bạn Lưu Anh Hà ơi. À, không khó học từ xa không thầy. Ok, nên tới trực tiếp các bạn. Học từ xa là bạn đang học bằng cái não trái rồi. Nên tới trực tiếp để chúng ta tương tác, để chúng ta cảm nhận, để chúng ta học bằng cái não phải nữa. Học bằng não phải nó mới lợi hại. Bạn học bằng não trái, bạn đọc sách đó, bạn đâu có cảm nhận được sâu. Khi các bạn hiểu rồi, bạn mới cảm nhận được sâu. À, bây giờ bạn mới cảm nhận sâu hơn. Và tiếp theo là chúng ta phải có cái con số rất là cụ thể, rõ ràng và đo lường được. À, chúng ta phải biết là hàng ngày chúng ta có bao nhiêu khách hàng, mỗi khách hàng mang chúng ta bao nhiêu tiền. Và chúng ta phải đo được một cái dòng đời của khách hàng. Một cái dòng đời khách hàng đó, họ sẽ đưa cho ta bao nhiêu tiền. Chúng ta phải tính rõ ràng ra được cái đó. Và bạn nào chưa hiểu ra được những khái niệm này thì các bạn phải đi học. À, các bạn phải hiểu được cái được chi phí để chúng ta mua một cái khách hàng đó là bao nhiêu, và một cái khách hàng đó cái dòng đời họ trả cho chúng ta là bao nhiêu. Chúng ta phải tính toán rất là rõ ràng ra được cái thông số đó hết. Chúng ta phải tính toán ra được quy trình theo một ngày thì một đứa nhân viên đó nó làm được bao nhiêu việc và nó mang được bao nhiêu tiền về. Chúng ta phải làm rất là rõ ràng cái điều này. À, hãy gì ạ? Hãy tập trung cho cái con đường làm kinh doanh và hãy sâu sát như nó. Bạn chắc chắn là 100% bạn thắng và bạn tuyệt vời. Nhiều người họ ra họ làm kinh doanh, thực sự họ không phải là làm kinh doanh, họ đang tạo cho họ một công việc mà họ cứ nghĩ rằng là họ đang làm chủ doanh nghiệp. Rất là mắc cười. Như thế nào làm chủ doanh nghiệp? Làm chủ doanh nghiệp là bạn phải thoát ra khỏi cái doanh nghiệp đó, và cái doanh nghiệp đó nó hoạt động không có sự can thiệp của bạn, thì như vậy mới gọi là bạn làm chủ doanh nghiệp. Còn bạn bị dính trong cái doanh nghiệp đó, bạn không thể nghĩ được ngày nào, thì bạn không phải là người làm chủ doanh nghiệp, mà bạn đang tạo ra cho mình một cái công việc và bạn bị dính trong cái công việc đó luôn, chứ bạn không phải là một người chủ doanh nghiệp. Bạn bị cái doanh nghiệp đó nó kiểm soát bạn luôn. Bạn bị cái doanh nghiệp đó nó giữ bạn luôn. Ok chưa? Bạn chưa thoát ra khỏi cái doanh nghiệp đó. Bạn đang bị doanh nghiệp đó đang giữ bạn lại. Thì bạn không phải là chủ doanh nghiệp, mà bạn đang tạo cho mình một cái công việc. Bạn phải nhận ra rất là rõ ràng cái điều này. Phải rất là rõ ràng. Phải ý thức ra được cái việc đó. Và chúng ta cần phải đi học để chúng ta nhận ra cái điều này. Và cái cách nào đó để cho chúng ta thoát ra. 100 ông mở quán phở thì như thế nào à? Thì hết 99 ông là bị cái công việc nó nhốt lại rồi. Chỉ có một ông mới thoát ra được. 99 ông kia không mở nổi quán phở thứ hai, quán phở thứ ba. Bạn nhận ra điều này chưa? Còn cái ông còn lại kia, mỗi tháng ông mở một quán phở, mỗi tháng ông mở một quán phở, mỗi tháng ông mở một quán phở, một năm ông mở 10 quán phở, mà ông vẫn cứ phai phai ông đề chơi. Còn 99 ông kia thì suốt ngày nó như thế nào à? Suốt ngày như thế nào à?
ngồi trực cái quán phở đó. Và hôm nào mà đi ra một cái là cái quán phở đó rối tung rồi. Thì những cái ông đó, ông đang tạo ra cho ông một cái công việc, và ông bị cái công việc đó nó đang giữ ông lại. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Đó. Nên 99% những người đang làm kinh doanh hiện tại, họ không phải là chủ doanh nghiệp, mà đơn giản họ đang tạo cho họ một công việc thôi. Và cái điều này bạn phải nhận ra. Và cái sự thay đổi của bạn bắt đầu từ cái việc bạn nhận ra. Ngay cái giây phút mà bạn nhận ra, đó là cái giây phút bạn mới có cơ hội. Bạn mới có cái cơ hội gì à? Bạn điều chỉnh nó. Còn nếu mà bạn nghe cái chương trình của mình là trên này mà bạn vẫn còn bảo thủ, bạn vẫn còn để cái tôi, mình hồi nãy ngay từ lần đầu mình nói rồi, cái tôi vừa lớn cộng với cái tự ti của mình càng lớn nữa, mấy người đó không thể thay đổi được. Vừa cái tôi lớn mà vừa cái tự ti lớn thì làm sao mà thay đổi được? Rất khó thay đổi, không thể thay đổi những con người đó được. Cái đầu người ta rộng mở cái này mà người ta còn thay đổi mệt mỏi nghĩ cái này. Cái đầu của người làm kinh doanh, cái tôi vừa lớn cộng với cái tự ti lớn nữa, hai cái đó nó kìm hãm bạn lại, thì làm sao mà bạn thay đổi được? Khó thay đổi kinh khủng. Mà làm kinh doanh là cái đầu chúng ta nó phải rộng mở ra. Bạn có mất mát gì đâu khi bạn rộng mở ra, bạn chả mất mát gì, bạn chỉ có lợi không à. Thế mà cái lúc nào cái tôi nó cũng bự một đống như này, làm cái gì không hiểu nữa. Bạn có mất mát cái gì đâu khi bạn nghe ai đó, bạn học ai đó, bạn cảm nghiệm thêm một cái điều mới, nó rất là hay mà. Có mất mát cái gì đâu, chỉ được lợi và lợi không à. Nhưng mà cái đầu thì lúc nào cũng bảo thủ đó, cộng với cái tự ti thì nó vô cùng 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 lớn, bó tay luôn. Nó chừng cuối cùng nó kìm hãm doanh nghiệp bạn. Bạn nên nhớ một cái lưu ý mà bạn đang nhớ nè, bạn phải nhớ nè. Khi bạn ra làm chủ doanh nghiệp, bạn không biết rằng bạn đang không hiệu quả, bạn hình dung ra điều này không? Khi bạn đi ra làm công, bạn đi làm công cho ai, bạn làm vô cùng hiệu quả. Bạn làm rất là hiệu quả, bởi vì bạn không hiệu quả là bị ông sếp, bị ông chủ đó bập liền. Nhưng khi bạn ra bạn làm kinh doanh thì bạn làm không hiệu quả, có ai biết đâu. Không ai biết hết, chỉ có một mình bạn biết à. Nhưng mà khi cái tôi bạn lớn, cái tự ti bạn lớn thì bạn tự xử lý nó luôn, bạn không biết luôn. Em muốn học khóa làm chủ doanh nghiệp, sáng mai, ngày mai bạn do sếp ngồi, bạn do sếp ngồi, ngày mai 9 giờ sáng mai đến 9 giờ tối mai, 2 ngày liên tục, thứ bảy và chủ nhật. Ngày mai là cái khóa học làm chủ doanh nghiệp 143, khóa 143 gồm gì à? Ngày hôm qua ngày cái khóa ngày mai tới 80 bạn á. Ngày mai em chạy tới trung tâm, địa chỉ là 199 Điện Biên Phủ, phường 15 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cái tòa nhà Vietcombank á. Ok chưa? Nên là các bạn phải mạnh mẽ và các bạn phải quyết liệt. Tiếp theo nữa, khi chúng ta muốn ra làm chủ thành công, chúng ta muốn thiết kế cái phần mềm mình, là chúng ta phải luôn thách thức mình. Thách thức mình nghĩa là sao? Nghĩa là mỗi tháng chúng ta phải đặt cái con số nó rõ ràng, và chúng ta đạt được cái con số đó, rồi chúng ta phải thách thức mình để chúng ta đạt được cái con số cao hơn. Phải luôn thách thức mình, phải luôn thách thức mình. Các bạn thấy mà, mình ra cái quyển này này, mình ra cái quyển sách này, và mình đạt mục tiêu là nó phải đạt được 1 triệu bản ở Việt Nam, và mình đang làm cái việc này, các bạn thấy không? Và cho tới bây giờ nó đã ra 18 triệu bản rồi. Các bạn thấy tuyệt vời không? Mình tiếp theo mình ra cái quyển này, cái quyển mỗi ngày một chút thôi này, và bây giờ nó ra được cái gì ạ? Được 6.000 bản rồi. Và tiếp theo mình như thế nào? Cái quyển bì dân đồ quay, cái quyển bì dân đồ quay. Ok chưa? Cái quyển bì dân đồ quay là mình quyết định ở nước ngoài, và mình đang đẩy mục tiêu là nó sẽ được 10 triệu bản. Bạn hiểu chưa? Mình phải thách thức bản thân mình nó như vậy chứ. Và cái quyển tiếp theo của mình sắp ra là cái quyển bán hàng online ngay, và mình cũng bút nó. Và cái quyển sau cái quyển bán hàng online, đó là cái quyển luôn có cách
làm, luôn có cách để làm. Cái tiêu đề mình dự kiến mà đặt nó là như vậy. Đó. Mình luôn hướng tới cái mục tiêu phải thách thức mình để gì? Để mà ngày mình rất là năng lượng để mình lắng ra mình làm với nó. Và cái điều đó nó ý nghĩa trong cuộc đời này, khi chúng ta có cái mục tiêu mỗi ngày chúng ta thức dậy để chúng ta có mục tiêu để chúng ta đeo đuổi nó. Điều này nó rất là ý nghĩa. Đó. Ok chưa? Đó. Bạn Tình Nguyễn là em phải đi học cái lớp làm chủ doanh nghiệp trước. Đó. Còn các bạn nào đi thẳng vào học cái lớp xây dựng doanh nghiệp online, bên mình thì mình không có nói cái lớp marketing online. Marketing online là cái lớp thấp nhất. Cái lớp này là dành cho nhân viên. Cái khái niệm về online đầu tiên các bạn biết là chúng ta nói cái từ marketing online hoặc là internet marketing, đó là cái khái niệm nó thấp nhất. Cái khái niệm cao hơn nữa là digital marketing, là dành cho những người họ hiểu cao hơn một chút xíu. Và cái khái niệm cao nữa là người ta gọi là internet opting á, là doanh nghiệp online. Chúng ta ứng dụng online cho cả cái doanh nghiệp của chúng ta. Cái lớp marketing online đó, các bạn nào đi tìm học cái lớp marketing online, các bạn đi ra tìm mấy lớp của mấy cái đứa chuyên viên marketing á, các bạn đi học. Ở bên mình không có chia sẻ mấy cái lớp đó. Cái level thấp nhất của online là gọi là marketing online hoặc là internet marketing, là dành cho mấy đứa tăng đích á. Ok chưa? Cái level cao hơn chút xíu nữa người ta gọi là digital marketing. À. Và ở bên mình thì mình thiết kế cái level cao nhất, nó thuộc cái khái niệm là internet opting, hoặc là người ta nói là thời đại công nghệ 4.0 á, hoặc là gọi là xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp online. Ok chưa? Phải hiểu ra được cái khái niệm đó, bởi vì chúng ta là doanh nghiệp và chúng ta đang là chủ doanh nghiệp, chúng ta cần phải tiếp cận với một cái luồng kiến thức nó khác. Còn nếu mà chúng ta tiếp cận cái luồng kiến thức cũng giống như nhân viên thì các bạn đi là cái đứa nhân viên rồi. Tại sao mấy đứa nhân viên nó đi học cái lớp đó, nó ra làm nhân viên nó không thể làm chủ được vì kiến thức đó phục vụ cho nhân viên. Và chúng ta cần đi làm chủ doanh nghiệp thì chúng ta cần phải học những cái kiến thức phục vụ cho cái người làm chủ. Các bạn hình dung chưa? Các bạn thấy ở bên chính trị là các bạn rõ chứ. Những cái ông chủ tịch xã đó là ông đã học lớp gì? Chính trị cơ bản, chính trị vỡ lòng. Những ông mà cử tri thiện rồi đó là bắt đầu ông đi học chính trị cao trung cấp. Cứ ông mà chủ tịch tỉnh rồi đó là chính trị cao cấp. Còn có ông ở trung ương gì đó là gì, cơ sở lý luận chính trị gì đó rất là cao cấp nữa. Bạn hình dung ra điều này cho chúng ta hãy học những cái kiến thức mà dành cho chính cái người chủ doanh nghiệp của chúng ta, đừng có đi hỏi những kiến thức mà dành cho nhân viên. Chúng ta phải hiểu ra cái điều đó. Chúng ta phải hãy thiết kế cái vận mệnh của mình. Hồi nãy mình đã nói rồi, hãy thiết kế cái vận mệnh của mình để chúng ta trở thành một người chủ doanh nghiệp tuyệt vời. Chúng ta phải chủ động cái điều đó. Hãy thách thức chính mình, hãy sáng tạo, hãy mới mẻ, hãy đam mê, hãy kiên nhẫn, hãy đủ kiên trì. Đó. Và luôn có một cái lý do vô cùng mạnh mẽ để chúng ta làm việc mỗi ngày. Đó. Luôn có một cái tinh thần chiến thắng, luôn có một cái cảm xúc. Một cái cảm xúc mãnh liệt trên cái hành trình của chúng ta đi, đặt cho chúng ta một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Đúng rồi bạn Hà Tham Tùng, muốn trở thành cái gì là chúng ta học đúng cái đó. Học nhiều thầy không mà học đúng thầy, đừng có học lung tung. Bạn Hà Thanh Tùng á, bạn mới có 20 tuổi đó mà bạn rất là tuyệt vời đó. Muốn trở thành cái gì thì hãy đọc đúng cái đó, đúng. Muốn trở thành người lái xe con thì hãy đi học lái xe con, đừng có đi học lái xe đạp rồi nói là đi học kinh nghiệm xe đạp để lái xe con. Điều đó là cái điều rất là mắc cười. Bạn nhận ra điều này chưa? Nó là hãy muốn cái gì là phải tập trung để học đúng cái đó để chúng ta trở thành cái đó. Và học nhiều thầy thì không bằng học đúng thầy. Bạn chỉ tìm đúng cái ông thầy thôi, bạn học là tự nhiên bạn ok đi. Còn bạn làm không đúng á, bạn học 10 ông thầy cũng không bằng học một đúng một cái ông thầy đó. Nên cái điều này là các bạn phải nhận ra đó. Phải xác định được cái giá trị, cái lý lẽ sống của cuộc đời mình để mình đi theo nó và mình cống hiến hết mình cho đó. Và hãy lập ra một cái bảng có hạch
gọi là bản kế hoạch gì ạ? Bản kế hoạch hành động để trở thành chủ doanh nghiệp thành công. Các bạn ghi vô vậy á. Bản kế hoạch hành động để trở thành chủ doanh nghiệp thành công. À, và cái bữa livestream tiếp theo mình sẽ livestream cho các bạn một cái chủ đề. À, lý do để bạn trở thành chủ doanh nghiệp triệu phú. Ghi vô đi. Ok chưa? Bạn Nguyễn Minh Tuấn. Muốn trải nghiệm được thì bước đầu tiên phải nghe bạn Tuấn ơi. Nghe hiểu rồi bắt đầu mới trải nghiệm. Kiến thức đi trước. Sau khi kiến thức xong mới tới kỹ năng. Kỹ năng xong thì mới tiếp theo gì à? Cái sự va vấp và trải nghiệm. Cái gì nó cũng có cái quy trình của nó đó. Muốn trải nghiệm mà trong đầu trống lỏng thì trải nghiệm cái gì? Ok giờ thấm cái gì? Trong đầu mà trống không mà thấm cái quỷ gì? Một cái thằng mà nó học lái xe mà trong đầu nó trống lỏng thì nó thấm cái gì? Nó ngồi nó lái xe nó như vô hồn. Ok chưa? Nó là muốn trải nghiệm thấm thì bước đầu tiên cái kiến thức phải có. Xong nó mới tập cái kỹ năng rồi xong nó mới lao ra trải nghiệm. Thì khi mà mình làm cái gì sai là mình hiểu à mình sai cái gì? Mình làm cái gì đúng là mình đúng rồi. À cái này nó đúng nè. Thì như vậy mới gọi là thấm. Chứ còn cái đầu trống lỏng thấm cái gì? Đó. Khi các bạn đi ra ngoài, trong túi của bạn có thể trống, nhưng mà cái đầu của bạn nó không có được trống. Các bạn hình dung ra vậy á. Đi ra làm kinh doanh, cái túi của bạn nó có thể trống, nhưng cái đầu của bạn thì nó không có trống được. Các bạn phải hiểu đó. Lớp Bootcamp tháng 8 năm nay bạn Hoàng Bá Thành ơi, cái cách cho chúng ta trở thành doanh nghiệp đó. Tháng 8 năm nay nha Hoàng Bá Thành ơi. Ok chưa? Khi các bạn đi ra ngoài, bạn Hồng nghe, thầy có những khóa học gì? Bạn cho mình cái số điện thoại, bạn inbox mình số điện thoại, các em nó sẽ tư vấn cho. Và bạn đọc cái quyển sách mền mình chưa? Nếu bạn chưa đọc thì bạn Hồng nghe mua hai cái quyển sách của mền mà đi. Nó là mình nói với các bạn rất là rõ ràng, nó như vậy. Khi chúng ta đi ra ngoài trải nghiệm, thì trong túi của chúng ta sẽ trống. Chúng ta cũng có thể là không có đồng nào, nhưng cái đầu của chúng ta không có được trống. Không có được cái đầu rỗng. Cái túi thì nó rỗng ok, cái đầu không có được rỗng. Cái đầu rỗng trở thành một cái thằng rất là ngờ nghệt. Những cái thằng rất là hồn nhiên, làm cũng không có biết cái gì hết. Nên là cái đầu là phải có kiến thức và phải có sự am hiểu. Ok chưa? Và bữa hôm sau mình sẽ chia sẻ bạn cái chủ đề là cái lý do để bạn trở thành chủ doanh nghiệp triệu phú. Ok các bạn ơi. Và ngày mai mình có lớp cả 2 ngày rồi. Nên hôm nay mình xin stop tại đây. Và các bạn quan tâm tới cái quyển sách của mình thì các bạn hãy mua hai quyển sách về đọc trước. Trước khi các bạn hỏi mình những cái câu hỏi gì, để các bạn hiểu hơn, để các bạn hỏi nó tốt hơn. Các bạn không có đọc hai cái quyển sách nên các bạn không có hiểu. Nên các bạn hỏi những câu hỏi rất là khó trả lời. Bởi vì những người thiếu kiến thức hỏi những câu hỏi đó rất là mắc cười. Nó là rất là khó để trả lời. Nên các bạn mua hai cái quyển sách của mình. Ok chưa? Nó là chúc các bạn ngủ ngon. Và bạn nào mua hai quyển sách thì inbox cho mình. Mình sẽ gửi đến bạn đến tới mọi miền đất nước. Và các bạn sẽ được vào một cái group. Và trong cái group đó các bạn hỏi mình sâu hơn. Mình sẽ trả lời các bạn sâu hơn. Mình sẽ tương tác bạn sâu hơn. Hay quá thôi, hai vợ chồng em xem nãy giờ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Rất là vui khi làm quen với các bạn. Trước tiên là mình cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian nghe. Cái hai là mình cảm ơn cái Facebook. Họ đã ra một cái chương trình livestream rất là hay để mọi người trên khắp mọi miền đất nước chúng ta nghe được. Ok, cảm ơn bạn Triệu Đô rất là nhiều. Và hôm sau mình sẽ livestream cái lý do để chúng ta phải trở thành một cái chủ doanh nghiệp triệu phú. Cái lý do này nó phải đủ lớn, nó đủ khát khao cháy bỏng thì chúng ta mới làm được. Và bạn cần phải thiết kế một cái bản kế hoạch rất là rõ ràng. Và buổi hôm sau nếu bạn livestream bạn có tập và mình nói luôn các bạn ngồi thiết kế rất là rõ ràng thì chắc chắn là các bạn sẽ đạt được trong cái cuộc sống của mình. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.